Đầu tuần sau thì một trong số những sự kiện di động được giới phát triển chờ đợi nhất đó là hội nghị các nhà phát triển thường niên của Apple được tổ chức năm nay là lần thứ 24. Sự kiện này thì sẽ diễn ra vào cả tuần, tuy nhiên thì vào ngày thứ hai sẽ là lúc mà Apple điểm qua những nội dung chính của toàn bộ sự kiện và cũng là lúc để hãng này phô diễn một số công nghệ mới. Trong suốt thời gian vừa qua thì các tin đồn đã cho biết về sự xuất hiện của một phiên bản iOS mới, một phiên bản macOS X mới dành cho các máy tính Mac, cũng như là những cải tiến nhỏ khác như các dịch vụ của Apple chẳng hạn. Đây sẽ là lúc để chúng ta cùng điểm lại những gì sẽ có và những gì nên chờ đợi tại sự kiện này sẽ diễn ra trong tuần sắp tới. Sự kiện hội nghị các nhà phát triển toàn cầu của Apple hay còn được gọi tắt là WWDC năm nay thì sẽ vẫn diễn ra với những nội dung chủ yếu giống như các năm trước. Đó là Apple sẽ không phô diễn nhiều về các thiết bị mới mà chủ yếu tập trung vào các nâng cấp liên quan đến phần mềm. Theo như khoảng thời gian năm ngoái thì cũng tại WWDC 2012 vào tháng 6 thì Apple đã trình diễn iOS 6 vào khoảng thời gian này, và sau đó thì trong khoảng tháng 9 thì Apple đã chính thức cho ra mắt bản hoàn thiện của iOS 6 đến với tay người dùng. Và năm nay thì có vẻ như mọi thứ cũng sẽ không ngoại lệ. Một trong những điểm được chờ đợi nhất tại WWDC năm 2013 sẽ diễn ra sắp tới, đó là việc Apple sẽ tung ra phiên bản thứ 7 của hệ điều hành di động iOS. Sẽ không có nhiều những tính năng mới được đưa ra ở phiên bản này, chắc chắn là như vậy. Vì từ tháng 10 năm ngoái thì hầu hết các tin đồn chỉ xoay quanh việc là trưởng bộ phận thiết kế Johnny Ive của Apple sẽ tập trung cùng với các cộng sự của mình để tạo ra những thay đổi về ngoại hình cho hệ điều hành này. Đó là việc bắt đầu từ iOS 7 thì có vẻ như Apple sẽ chuyển sang sử dụng phong cách thiết kế phẳng. Phong cách thiết kế này thì khá tương đồng với những Windows 8 hay là Android 4.0 trở lên. Phong cách thiết kế này thì hiện nay cũng đang trở thành xu hướng trong thiết kế đồ họa. Thay vì việc sử dụng những hình ảnh và những biểu tượng lấy được cảm hứng từ các đồ vật ngoài đời sống thì lần này các kỹ sư của Apple đã tạo ra một trải nghiệm hoàn toàn khác khi họ chỉ sử dụng những màu sắc tối giản, một phong cách thiết kế cực kỳ đơn giản cho các biểu tượng cũng như là các ứng dụng của mình. Và nếu như chúng ta đã quen với việc sử dụng Windows 8 hay là Android từ phiên bản 4.0 trở lên thì có lẽ việc tiếp cận với một hệ điều hành ít màu sắc hơn so với các bản trước có lẽ cũng không phải là một điều gì quá khó khăn. Cũng theo một số báo cáo thì Apple đang tìm một số phương pháp tiếp cận mới cho việc điều khiển bằng cử chỉ. Trước đây ở iOS thì chúng ta đã có khả năng trượt từ trên xuống để đến với thanh thông báo, hay là nhúng các đầu ngón tay để trở về màn hình chờ. Rồi ở iPad thì chúng ta còn có thêm khả năng vuốt từ dưới lên để đến với giao diện điều khiển đa nhiệm. Tuy nhiên thì một số khả năng khác nữa cho việc điều khiển bằng cử chỉ đang được Apple tiến hành và nó sẽ xuất hiện ở phiên bản thứ 7. Như đã nói thì các tính năng bổ sung cho iOS không có nhiều, tuy nhiên không phải là không có gì đáng chú ý. Theo một số báo cáo gần đây thì Apple sẽ tích hợp một phương thức chia sẻ file qua Internet có tên là AirDrop vào các sản phẩm dùng iOS và macOS X của mình. Với khả năng này thì những người dùng các iDevice hoàn toàn có khả năng tự do trong việc kéo thả một tập tin từ một máy này sang một máy khác, chỉ cần với một điều kiện là họ sử dụng cùng một mạng Wi-Fi. Với sự lớn mạnh không ngừng của Google đe dọa ngày càng nhiều đến thành công của Apple trong thời gian sắp tới, cũng như là sự suy yếu của một thế lực trước đây là Yahoo, thì giữa Apple và Yahoo đã có một thỏa thuận để có lẽ là để chống lại Google. Đó là việc bắt đầu từ iOS 7 thì những nội dung như là các thông tin tin tức thời sự hay là thể thao cũng như các dịch vụ khác của Yahoo thì sẽ được tích hợp sâu hơn vào trong iOS 7, đem đến một trải nghiệm liền mạch và hoàn hảo hơn đối với những người hay sử dụng dịch vụ của Yahoo. Và đây thực sự sẽ là một mối đe dọa lớn với các dịch vụ của Google mà trước đây thì hãng